Trong suốt 2 năm qua, cho đến khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, ông vẫn không thể tìm ra cách đánh bại Arsenal của Mikel Arteta. Nhưng hôm nay, Michael Carrick đã làm được điều đó một cách hoàn hảo nhất trước khi tuyên bố ra đi đột ngột. Để tri ân cựu tiền vệ người Anh, đội ngũ Random Football đã nhanh chóng bắt tay vào việc sản xuất bài phân tích chiến thuật trong trận đấu giữa Manchester United và Arsenal. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ tác giả và tham gia group được gắn link dưới phần mô tả để giao thông cùng chúng tôi hàng ngày. Đầu tiên, chúng ta cần nắm rõ một điều, đó là Manchester United đã trở lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Trong màn chia điểm Chelsea, họ chơi với hàng tiền vệ kim cương và hai tiền đạo nhanh nhẹn. Nhưng Arsenal có lẽ không đủ mạnh để ép Man United trên sân Old Trafford, và đó là lý do vì sao Ronaldo tái xuất trên hàng công trong sơ đồ tủ của Ole Gunnar Solskjaer. Điều này cho phép Scott McTominay giống một tiền vệ hơn so với trận trước, trong khi Fred hoạt động bao sân và tích cực tiến lên phía trước. Trong khi đó, Arsenal về cơ bản cũng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng họ không thể có sự phục vụ của Bukayo Saka ngay từ đầu vì chấn thương đùi. Tuy vậy, sự xuất hiện của Gabriel Martinelli bên cánh phải hóa ra lại mang đến nhiều nguy hiểm cho Man United khi ngôi sao người Brazil sở hữu tốc độ rất tốt và phong cách chơi bóng trực diện hơn so với chàng ca sĩ Trương Tuyền. Phải thừa nhận, Arsenal được tổ chức tốt hơn so với những gì đang hiện hữu tại Man United. Bằng chứng là họ lập tức chiếm ưu thế ngay khi bóng lăn trên sân. Các vị khách dâng hai hậu vệ biên lên cao, trong khi Mohamed Elneny trong vai trò kiến thiết lùi xuống hợp với cặp trung vệ để tạo ra hệ thống back 3 tương đồng Ajax Amsterdam dưới thời Erik ten Hag hiện nay. Tuy nhiên, Man United không còn lười biếng như trước vì họ đã chịu khó pressing rất nhiều, điển hình là tình huống ở phút thứ 10. Đội chủ nhà biết đối phương sẽ cố gắng đưa bóng đến chân các tiền vệ trung tâm, và khi Nuno Tavares chuyền cho Thomas Partey, ngay lập tức ba cái bóng áo đỏ ập vào và Fred giành quyền kiểm soát trước khi chọc khe cho Ronaldo ở vị trí chính giữa. Cách chơi của Man United về cơ bản không giống Arsenal, dù họ sử dụng cùng một sơ đồ chiến thuật. Để có được tình huống tấn công chớp nhoáng, Man United thường đưa bóng ra biên, sau đó phất một đường chuyền dài lên trên cho các tiền đạo cánh bắt tốc độ. Như vậy, cách build up của đội chủ sân Old Trafford không đặt nặng vào các tiền vệ trung tâm, và đó là vì họ vẫn giữ lối chơi chuyển trạng thái nhanh nhất có thể. Nếu bỏ qua bàn thắng mở tỷ số vì một chút may mắn và hài hước, chúng tôi có thể nói rằng Arsenal không trội hơn Man United nếu xét toàn cục hiệp 1. Các vị khách trùng xuống từ sau khi xé lưới David De Gea, nhưng sự nhạy bén của Michael Carrick mới là điều đáng nói. Vị thuyền trưởng tạm quyền này đã đấm vào mồm những thằng dở hơi ở Việt Nam khi đưa Jadon Sancho sang cánh trái, khu vực mà nhiều người lầm tưởng anh không thể chơi giỏi như phía đối diện. Sự lắt léo và óc sáng tạo của cựu ngôi sao Dortmund đã khiến Tomiyasu có một ngày thảm họa trong công tác phòng ngự, và Arsenal thường phải sử dụng 3 cầu thủ để chắn ngang đường đi bóng của Sancho. Việc đưa Sancho chuyển sang cánh trái thay Marcus Rashford là nước cờ cao tay của Michael Carrick, bởi nó sẽ khiến Arsenal phải thu quân về và giúp Harry Maguire dâng cao hơn hẳn. Đó là lý do vì sao chúng ta được chứng kiến trung vệ sinh năm 1993 dứt điểm liên tục từ bên ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, sự cơ động của Jadon Sancho không chỉ dừng lại ở đó. Tiền đạo sinh năm 2000 thậm chí cũng giúp Fred được giải phóng trong bối cảnh Thomas Partey phải dạt biên để hỗ trợ phòng ngự. Phút 44, với sự hỗ trợ của Rashford đã tiến vào cánh trái, Sancho nhanh chóng truyền vào trong cho Fred đang băng lên. Và đây là điều mà Sancho giỏi nhất. Hãy lưu ý từ giờ cho đến khi bạn từ bỏ xem cầu thủ này thi đấu. Cuối cùng, trước khi Bruno Fernandes ghi bàn, hãy nhớ khoảng trống giữa Thomas Partey và Mohamed Elneny. Vai trò của Marcus Rashford trong trận này không đơn thuần chỉ là tiền đạo cánh phải, vì anh đã giạt trái ở bàn mở tỷ số, trong khi ngay đầu hiệp 2 cũng trở thành chim mồi để Bruno Fernandes lẻn ra sau lưng hậu vệ trái Nuno Tavares. Ở đây, chúng ta có lẽ nên nhắc đến sự cơ động của các tiền đạo cánh bên phía Man United, và dần dần, nó đã giúp họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 ở phút 52. Nuno Tavares đã khống chế quả bóng không được gọn gàng, nghĩa là nếu thắng, anh sẽ thu hồi bóng, còn nếu thua, Arsenal sẽ phải đối mặt với một quả khoét cánh vì hậu vệ này vừa rời vị trí của mình, nơi Marcus Rashford đang sẵn sàng bắt tốc độ. Cuối cùng, thất vương đệm bóng đã chọn vị trí hoàn hảo giữa hàng thủ và hàng tiền vệ của Arsenal để ghi bàn dễ dàng. Sau khi phân tích pha lập công thứ 800 của Ronaldo, chúng tôi phải nói đến nguyên nhân ban đầu dẫn đến bàn thắng này. Bên cạnh việc khoét cánh của Man United như đã nói,
trước đó khoảng 3 phút là một tình huống minh chứng cho thấy Man United đã pressing tốt đến thế nào. Arsenal như thường lệ sẽ kéo hai trung vệ ra xa để bắt đầu triển khai bóng từ thủ môn. Lúc này, đội chủ nhà sử dụng 4 cầu thủ để gây áp lực tuyến đầu và không cho phép đối phương chuyền bóng vào chân các tiền vệ trung tâm. Cuối cùng, cách duy nhất để thoát áp lực dành cho các vị khách là chuyền dài lên trên, nhưng Hoa Vinh phiên bản Brazil đã nhanh chóng thu hồi bóng. Sự cải thiện của Man United trong việc pressing đến sau giờ nghỉ giải lao, bởi chúng tôi cũng nhận ra sự thiếu đồng bộ của họ ở hiệp 1. Nó khiến Ronaldo cảm thấy bực tức khi Diogo Dalot không lao lên áp sát Nuno Tavares. Tuy vậy, mọi thứ đã khác nhiều vào hiệp 2 và nó chính là khác biệt dẫn đến chiến thắng cho United. Về phía Arsenal, thực tế là họ không lép vế trước đội chủ nhà và vẫn biết cách gây nguy hiểm cho đối phương, đặc biệt là ý thức khoét vào vị trí của Hoa Vinh. Sự thiếu ăn ý của hai cầu thủ đá biên trái bên phía Man United đã mở ra đường bóng cho Arsenal gỡ hòa ngay sau khi Ronaldo ghi bàn thứ hai khoảng 3 phút. Tuy nhiên, Man United như đã nói, họ đưa Jadon Sancho sang trái quả là một độc chiêu. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Arsenal mắc hai lỗi giống nhau trong một trận đấu, đó là để Fred tự do di chuyển vào khoảng trống sau lưng hậu vệ phải. Lần này đến lượt Martin Odegaard trở thành nạn nhân cho sai lầm của các vị khách trong việc theo kèm đối phương. Quả phạt đền này chắc chắn sẽ khiến Pogba cười như thằng điên khi xem màn so tài qua TV. Nó không phải lỗi nghiêm trọng, nhưng cho thấy hệ thống của Arsenal chưa hoàn thiện, đặc biệt là ở khả năng duy trì sự tập trung trong một trận đấu cụ thể. Trên thực tế, Mikel Arteta đã biết rằng Arsenal không thể lật ngược tình thế khi nhận bàn thua này, vì về cơ bản thì Man United không quá thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự. Vào một ngày khác, khi Bukayo Saka hoàn toàn khỏe mạnh, có thể các vị khách đã cân bằng tỷ số. Nhưng bóng đá luôn là vậy, Arsenal đã bất bại trước Man United trong vài năm qua, thế nên hôm nay họ có thua một trận thì cũng chẳng hề gì. Đối với Man United, việc Sancho chuyển sang trái là sự điều chỉnh nhỏ về mặt chiến thuật, vì Fred cũng chơi cùng phía với cầu thủ sinh năm 2000, nghĩa là trong một tình huống dâng lên, Fred có vẻ nhỉnh hơn McTominay, người trận này đóng vai trò lùi sâu nhiều hơn tấn công. Ngược lại, Marcus Rashford lại không phải mẫu tiền đạo sáng tạo như Sancho vì anh giỏi xuyên phá nhiều hơn tung ra các đường truyền chết chóc. Đến đây chúng tôi xin phép chưa kết thúc chương trình hôm nay vì còn phải nói về Fred. Có một sự thật là kể từ khi bị Casemiro đá vào mồm, anh chàng này mới tỉnh ngộ và bớt tấu hài hơn trước. Chúng tôi không muốn nói quá sâu vì quý khán giả đều biết Fred chơi cực hay trong trận này, nhưng sẽ chỉ ra một tình huống điển hình cho thấy rằng thầy ông nội Ralf Rangnick sẽ coi Fred là báu vật trong phần còn lại của mùa giải. Phút 57, Arsenal triển khai thế trận ban đầu đúng như những gì chúng tôi vẫn nói về họ, đó là kéo hai trung vệ ra xa, hai tiền vệ trung tâm lùi xuống để tạo thành ngũ giác luân chuyển bóng. Điều này đã xuất hiện từ những ngày đầu Mikel Arteta bước lên nắm quyền thay Unai Emery. Để đối phó, Man United không đưa 4 người lên như trước mà thay vào đó chỉ là 3. Trong khi đó hàng giữa vẫn có Fred và Scott McTominay cùng Sancho và Dalot tạo thành bức tường 4 người tiếp theo. Arsenal khi ấy chỉ còn lại 2 cầu thủ ở giữa sân và nếu họ đưa bóng vào đó thì nguy cơ cao sẽ bị mất. Fred chính là người đã cướp trên dàn mướp nhờ sải chân dài hơn cả Yaya Toure. Sự bao quát của ngôi sao người Brazil đã giúp Man United hóa giải cách chơi khoa học từ phía Arsenal. Bản đồ nhiệt cho thấy Fred chơi bao sân trong cả trận và anh phải lót cho Alex Telles rất nhiều. Và dù có chút lỗi oan uổng ở bàn mở tỷ số, tiền vệ sinh năm 1993 vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận này. Tuy nhiên, đánh giá tổng quan về trận này, có thể Fred hay nhất hoặc Ronaldo cũng xứng đáng, nhưng then chốt cho chiến thắng của Man United phải là cách mà Michael Carrick đã đưa Sancho sang trái, chứ không phải là Rashford. Bây giờ, xin hỏi quý vị và các bạn, ai dám nói Sancho không thể đá bên trái? Nhìn chung, Man United thắng Arsenal hay Arsenal đánh bại Man United đều là chuyện thường tình. Hai đội đang không quá chênh lệch về đẳng cấp, nhưng trong một ngày bầy quỷ đỏ quyết tâm và may mắn hơn, họ đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Cả hai sẽ phải nỗ lực nhiều để thách thức Man City hay Liverpool, và những chiến thắng kiểu này sẽ giúp họ ban đầu cho công cuộc tái thiết. Triều đại ngắn ngủi của Michael Carrick đã kết thúc với màn trả thù ngọt ngào cho Ole Legend. Bây giờ sẽ là lúc Ralf Rangnick đảm nhận chiếc ghế nóng. Chắc chắn Man United sẽ còn mạnh hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải. Còn Arsenal, họ nên tạm hài lòng với những gì mà Mikel Arteta đã làm cho đến nay.